Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Hiện tại gia đình mình đang có mặt ở đồng của Cầu Xéo. Cũng lâu dữ rồi gia đình mình không có trở lại đồng này cả nhà. Sau một đêm đó là gia đình mình bỏ đồng này luôn. Tới giờ mới trở lại. Lấy chìa khóa ha, lấy chìa khóa hết đi rồi đi. Em quẩy qua lô theo nha. Cái điểm cây cầm cho mấy anh em nó ăn. Bữa nay định ở đó mà nó rụng lá hết rồi. Chạy xe vòng vô đây. Chỗ này thì chỗ cây sai, chỗ em Nam bẻ nè. Anh Bình bận công chuyện, không biết buổi chiều nay xuống kịp không nữa cả nha. Cái này anh Bình đang vô vụ xịt sai á. Mấy anh em bữa nay trở lại đây mình quýnh lư gùng, kiếm cá lóc. Cái điều gan luôn. Bay ơi. Lên. Nhậu. Nhậu không gỗ? Nhậu không mà gỗ? Thì đúng bé là đã mặn một cái cá lóc. Dây điện đâu vậy, dây điện? Tôi chung được không thôi. Cái cọng dây của xe dàn bầu dàn bí vậy đó. Còn lấy, bữa nay vô được cái chai à. Cái gì dính rồi trời. Chiều nay không có cà này, cũng có có thi cây không? Cây 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 à. Để đầu trên lên nha. Anh hai đi trước đi. Trước đi. Anh đâu? Dục lên lọc bệnh anh ba. Dính nữa là bò. Đi đây mình có rồi bò. Kênh này cũng đâu có sâu hung phải không? Ba không nói gì trên. Okay, anh hai kéo lên anh hai. Kéo bên đó lên anh ba, anh hai ơi. Quá trời kìa. Kế em à. Nó nhỏ ớt nhiều quá hả? Kinh này nước cạn bắt có bồ tỏi. Con gì nó chạy gung 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 vậy, chắc con chuột quá. Có con gì chạy bự lắm. Cái lưới đâu vậy? Tới rồi đó. Ôi có con gắn vô kìa. Kéo lại không? Lưới bự không? Lưới lẻ lẻ. Anh ơi, đang móc chân nè. Lấy chuyến lên. Móc chân lên trước cái đây. Dạy vô rồi. Tiếp tiếp bộ tỏi thôi. Đâu vậy? Rồi anh hai anh ba lại anh ba. Đi ba. Qua này đi. Bụi. Ây du. Cái gì? Quá trời cá lóc rồi. Ra hả? Dẫn lưới lên đây kệ nó đi, nó ngoài mà kệ nó đi. Tại trong lưới mình không có nữa nè. Còn không? Thánh liệu. Đem cá lóc lên rồi chạy thánh liệu luôn. Dục nó thánh liệu lên. Ây du. Uống ngò. Cái gì? Gà hả? Ừ. Mày chừng còn con nữa. Thôi lên ba. Kéo qua đây nè. Anh ba đây. Anh lụ luôn bình ra bớt cái liền. Lụ. Đi về luôn hả? Cái liệu. Chắc đi nghỉ luôn quá. Tao chỉ lô á. Dữ vậy. Không mà cái tay tôi đại hai cái tay mà đại không dính á. Cái tay nữa công đắc mà không dính là ăn cá dữ lắm rồi. Tay nữa cá bắt không được. Đi bộ quấn ngóc luôn. Quấn lưới này cá ếch có vô nhóc.
nghỉ luôn á. Ê, cá lóc phóng á. Anh hai, coi chừng chỗ anh á, cá bự nó bay ra, nó khôn. Ôi, dướng cái chó cây anh hai nè. Nó chui ngay cái chân lưới luôn trời. Nó không vô rồi, biết làm sao giờ. Đúng rồi. Nó không có trước mắt mình nó mới nổ. Như cá bên rừng thọ vậy hả? Cây tre dưới cái giò vào kìa mà tỏi. Hai cái bàn tay nửa công đất mà bắt cá không dính là biết cá là lớn rồi. Hả? Nửa công đất mà bắt không dính là biết cá là lớn rồi. Quá trời cá luôn, cái đầu mà hai tay cũng đè không dính đó. Gồng lên cá chắc điến hết à. Ừ. Cá lóc. Cá lóc không vô. Phải nó vô nói gì ha. Khôn nữa, cá bự khôn khôn quá. Cá đó vô là đủ luôn rồi. Anh hai ơi, anh để đó cho anh ba đi, anh chạy lên đẳng lấy cái thùng lại đi. Với cái vỏ lưới lại. Làm gì? Đựng cá lóc, có lóc bự. Không có chỗ dục lục bình cũng khó ha. Nó đẳng khó kéo lục bình quá, mình dời lên đằng này nữa. Ở đây dễ ăn này ha. Có cá đâm ngoài lưới này nè. Dính vậy đó, kéo nó cứ ghép lưới đó. Dính vậy rồi, còn kéo nữa. Tại vì kéo gì xuống chở cái để kéo bên kia đó. Anh bà. Dính vàng lưới ở dưới đó. Còn cái lưới gì đó. Cá chảy ra, cá lắm nữa, chảy thông ra lại đó. Còn cái dân hết như vậy. Gắn gì là bò vô là dính hết. Nói chung là con gì vô là dính hết con đó đó. Cá bự lắm nè. Cá lầu kiến. Ủa, gần gần. Rồi. Dứt 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 nè chú. Chú ấy đó. Rồi. Lên. Nãy thấy bò vô. Chết đó. Coi chừng cá lóc nha anh hiểu không? Cá gì quậy ủng ủng là anh chơi đó. Ôi, chị con tao gì vậy? Anh vậy? Kéo lên, dạ lên đi. Chạy đi. Còn trong lưới hả? Còn trong lưới hả? Còn trong lưới đâu sao đâu. Qua luôn hiểu rồi. Có gì mình ginh lên bờ luôn đi. Dính cây nè, rửa cây nè. Lo cũng không làm gì. Nãy giờ cái cây ngã nó cuốn hoài luôn. Dồn cho nó đi. Lên luôn. Ô, cái lóc, cái lóc, cái lóc. Ê, dồn kìa. Ô, cái lóc kia. Cái lóc không la la, cái lóc kia. Có cái lóc, ừ. Cái gì phóng quá trời phóng rồi. Cầm rồi, không hỏng nữa ha. Coi chừng anh hai bên đó. Ô, ô. Cái lóc quá bự rồi. Khoan hả, bắt anh ba để đi. Anh ba, anh ba. Bắt đi anh ba. Cái lóc lớn gì nè. Lớn hả? Dữ lắm hả? Hả? Không phải. Cái đó, cá là đủ rồi. Đủ hả? Đủ rồi. Có phi kìa. Rồi, dưới mình lên. Lên. Lên luôn, túm lên luôn. Túm lên luôn. Không, nó nhảy xong á. Túm lên luôn coi mới đã. Túm dở lên luôn. Vô, dưới nè. Đây. Coi chừng mé ngoài nha. Nó phóng rồi kìa. Túm lên, túm vô. Anh ba, anh hai. Túm lại, túm lại. Cho anh hai lại. Túm. Túm lại. Hai lại coi. Gắn nó kìa. Đưa cho anh hai lại coi. Cá lóc nhóc luôn. Từ từ thôi mình. Ủa, làm cái đó từ từ. Làm gì vậy? Dở lên nè, túm vô. Anh ba kìa. Rồi túm vô đi. Túm vô là anh ba. Ủa
ra giờ rồi làm gì vậy? Mò. Đỏ lại anh hai. Đụng nó ghiều đó lại. Lại. Ta tung giả lên đi bắt mặt sức. Trong lưới mình mà coi bắt luôn. Nhưng mà trong lưới nè, bắt cho nó hứng. Kêu 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 lên đi rồi bắt sao bắt đi em không biết bắt đâu. Bắt thì bắt cá phi bà ơi. Bự lắm. Cái cây kìa, những cái cây kìa. Cho nó bắt tao bắt đi em không biết gần đâu. Thôi chừng có ếch nó chạy xuống đó nghe. Cái lóc kìa. Ê gắn gắn nó liệu. Dính đầu con rồi. Con bự đâu mất tiêu rồi. Nó con đó đó nè. Vậy. Còn đằng này nữa. Bự. Cũng nè. Con phi. Còn cái lóc bự. Rồi. Cái lóc bự đâu có con đó nè. Để con đó. Là lao ừ. Còn hai con bự lắm. Thì sao không bắt gắn ra đi. Lưới đâu có lủng đâu à. Nằm đây nè. Đó. Sau đó mình thả đã. Ừ. Rồi sao anh ba không bắt. Cái lóc đồng mình thấy đã ừ. Lại bự hơn cái này gấp đôi. Được mấy cái lóc ta? 2, 3 đang ngồi. Được cái cái. Cái, nó nhảy chân xong lên này bỏ cái vô đi. Để trong, để trong cá phi để riêng, cá phi để trong vỏ. Có cá gồ nữa nè. Cá gồ. Cá nó kiếm không nè. Bắt luôn đi, thôi đã. Không, không, bỏ riêng. Cá phi đó, cá phi khủng, cá phi đực. Mấy cái này mình nhỏ mình bỏ ha. Bắt đi. Bắt cái cô đi. Còn cá phi nữa. À, đây được chốn nữa nè. Ừ, bỏ vô thùng đi. Rồi gắn mình bỏ vỏ riêng đi. Cá ngon quá. Rồi cá sạch ngon quá rồi sao ta? Lụm đại đi. Cái nắp đâu ta? Lụm đại gì không? Đây đây đây, còn anh nữa. Lùm ốc cũng lên cọp ấy. Bay côn. Ba con. Lùm ốc quá. Đi bay. Lấm lấm. Lấm bỏ vô vỏ nó luôn anh ba. Thì nên có một bình để đỡ. Ừ. Rồi chưa hết cá chưa? Hết rồi. Hóc nữa hả bọt? Đừng gọng nước để khô vậy đó. Bậy. Chục nước đó. Nhảy nè. Tổng. Ê, vuột luôn rồi. Vuột cho đủ cặp nó liệu. Anh làm cắt cà, anh cùng đi xem. Quay đều, quay đều, quay đều, quay đều, quay đều. Quay đều, quay đều, quay đều. Con cá hụt trên ruộng. Nè 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 vô khúc này nè. Ừ, khúc này gần này cứ đuổi im lắm á. Hay quá bộ tỏi ơi. Sao không kéo tôi chạy? Hả? Sao không kéo tôi? Ồ tới rồi, tới rồi. Đi đâu cũng đạp hết trơn như bộ tỏi. Cái làm trong lỗ hay gì mà bắt nó dễ vậy? Kinh này. Quay cho phải rồi. Vô rồi đó, vô rồi đó. Vô rồi. Chặt cà phê. Ở trong. Ở mình dở lên cho ổng đi. Dở thấm. Cái này ngắt già. Bự. Bên đâu bên đây nè. Bên đây trống này xin. Bên đây trống nè. Cái kinh này không có chỗ trốn. Có chỗ trốn cho vợ gì lắm. Bên đây dở hơi dở. Bên đó dễ sao anh xin quá. Thánh không liệu làm khó tôi nữa rồi đó. Đây đi. Đây đi Thánh liệu. Đang si lội xuống mà mây. Nhìn mẹp luôn á. Lẽ mình giữ bí mật rồi, còn chơi tôi nữa ha. Đi đâu kéo đi đâu. Đây nè. Cái chuyện nhảy ra nè. Cá hết mọi người. Kênh này bắt hết có không bộ tỏi? Trống quá. Trống mà dính con rồi nè. Ê giống con hết cái dấu giò trên đường nước quá vậy. Nhiều lắm rồi. Cái gì anh ba? Ăn vợ đây nè. Ê vợ lên đi. Không đụng cái vợ. Nằm dưới vợ. Đây nè. Ừ. Vô rồi nó phóng ra. Đậu tay xuống mới được. Lẳng xuống. Tôi coi cái. Lẳng mà. Ừ. Có nè. Cứ đi 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 ra. Có thì vợ xuống rồi. Bắt lại. Có sạc bắt được không? Cái lẽ nó nhỏ hơn cái. Đừng có lời đánh đó, cứ bù đó dục vô cái đống bà lộng đó. Đâu được. Dục lên đi, dục đạn vào đi. Dục vô, vô đó làm gì sao bươi lên anh hai? Vô luôn đi ra bánh đi.
ngoài luôn à. Cái này rộng chỗ dục hơn nãy nè. Ông kia đang còn nữa. Nó mới phóng lại đang còn nữa nè. Không có. Không con cá. Ê bữa tối con này sừng dữ lắm á. Hết hả? Nó vô quá trời vào. Bữa nào mình canh nước cạn mình bắt thử coi có không. Nó cũng vô hang chuột nó ở gì. Gắn bà lớn anh liệu. Kịp lúc anh hai ha, nước cá gì, cá phi. Cá phi. Không cá phi cũng cá lóc, à thứ. Chạy người lúc này. Tôi vô. Đừng lục trên tay anh ba, khó lấy. Ừ, cái này nhiều lục bình dữ à. Lục cá phi nó lên trên luôn rồi bà. Cái hồi nãy nữa. Mình dắt họ chạy qua. À, nó liệu hồi mình chạy qua cái điểm cây trứng cá mình nấu ăn bên chỗ mình ngủ đó cái à? Ha cái bà nó rộng rãi kéo lên nha, cầm lên kéo lên. Đãi qua mấy mét bên bên kia bờ bọc thằng hai. Kéo mặt kia nó đừng kéo mặt thiếu. Mặt kia nó là tình nó chỉ vô à. Thôi dài cái đẹp ngắt đẹp. Nó lên tới trên này nè anh ha. Đâu? Hết hả? Bự không? Bắt luôn, còn cho nó. Chuyện này em cầm luôn anh Boy. Anh ba, chuyện em. Ếch này nhìn với ếch đồ tỏi nhìn thấy quá trời bé vậy. Người ta ếch nái mà. Cậu hả? Cậu nằm 20 tuổi rồi, cậu nó có. À, con nhỏ lại làm giống rồi, nó còn yếu quá. Ô, cái gô lóc lên nó hồi thổi. Có thủy bổ. Tải tải ngồi cái lục bình cái này gỡ được cái này cái kéo này xuống này. Kìa, tết. Ừ, kìa có phi kìa. Đạp đi luôn nè. Ủa có phi cực kìa. Hàng khủng. Nó để đó anh vũ vô đó. Ô cá sấu nằm ngoài kìa, nằm trên lưới đó. Cá sấu nó đẹp. Ba tìm kéo đây buông đi, đợi mình kéo đi. Nó vô kìa thấy không? Chuột vô đừng bắt nha anh em. Gì vậy? Quá, trời, cá lóc. Cái gì vậy? Con cá lóc nhảy dữ vậy? Không ai vậy mà cái này về luôn nha. Về luôn á. Chắc bạn con nãy. Bự à. Con hồi nãy. Ôi, cầm dài biết không có cá ăn rồi nè. Cá rắn nè. Ăn nữa rồi. Rồi rồi, đi ra rồi mọi người. Đó, đó. Buông luôn đi. Ở đạp xuống rồi tối lấy cái này ra là lấy cái vợ lên nè. Cá nhảy như cái sấu vậy anh Liệu. Cái sấu lại tới kìa anh Liệu. Đi thấy mình không? Bỏ này thôi.
bụng đầu nghe cục cục mà. Rồi chấm rồi đó bòi. Anh ba thấy cái lóc nhảy có động lực hả anh ba? Cái nhảy muốn muốn tay rồi anh ba được tiêm tay hết anh ba. Nhảy ra đó thằng ba ơi. Nó dồn lại bộ tổ nha. Ừ, cái gù. Cái gì nữa? Gắn gì nữa liệu? Bự không? Cái này mình đem lên bờ nữa ha. Cầm đá nè. Con 2, con 3 nè. Con 3 nè. Làm dễ dễ lắm nha. Dễ nha. Nhảy bụp bụp. Được chưa anh ba? Đưa em cầm cho. Bự không? Ôi, rửa nó cái. Nè. Rồi. Gắn hơn. Rửa này đâm chết rồi. Rửa rồi. Đây. Ồ con này bự phang nha. Chết cha nó câu xuống cỏ rồi tỏi gỡ cái nó câu xuống. Đây nè, câu lục bình nữa nè. Cho nó núp ở trong đó đi. Từ từ đi cho nó. Ôi con cá phi dữ lắm kìa. Ồ cá lóc đó phan được bắt giá liệu bóp quá nó chết. Ê không à. Rồi giở lên đây. Bắt hết chưa anh ba? Cùng cáo. Ít dài. Cóc hả? Hai ba cá lóc bự bự không kìa. Anh ba cầm khúc đó. Cầm lên đi. Túm lên đi. Rồi bỏ tỏi lên. Anh ba ơi. Rồi lên luôn đi, đang lấy cái giỏ em bỏ vô nè. Quá trời rồi. Cây dính liệu anh. Cây á. Hai, đây nè. Giở 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 bên đó kìa. Ít dài nhằn. Vậy mà anh ba nói con ếch em hết hồn. Hay quá anh Liệu ơi dính. Rồi. Coi có ếch không nha. Lấy cái vỏ lại gõ vô anh ba. Vụ qua khúc đó đi anh ha. Đâu anh à. Anh Liệu. Ồ cá lóc có màu tím tím. Lấy ra anh Liệu. Điểm. Điểm. Cá rô. Lựa cá để riêng đi rồi tôi để bỏ vô. Vô một khúc nữa. Chung đi này á. Đấy em bỏ vô luôn rồi. Còn nó dậy cho mình nãy đó anh hai. Rồi. Cá lóc nè. Quá trời ngon, lạc bụng lên em nè. Đó. Lưới ba con hả? Đưa xô lên ba. Đưa thường đó. Cá phi là bọt. Cá rô là bọt. Cá sặc là bọt. Cá rô mè kìa. Cá rô nè bọt. Cá phi này nửa ký không? Ốc bự là bọt. Bắt đi. Cá lô kiến nè bọt. Bắt mớ ốc đi. Bắt cá lô kiến luôn nha. Rồi mình... Cá lô kiến thả bọt. Nó cũng gần bắt lắm nè. Cái cô nè bò. Cá sặc là bò. Lụm ốc luôn anh Liệu ơi. Cá sặc kho tương. Được 3 con cá lóc nữa hả? Còn con cá phi bự nữa kìa. Cá rô nè. Cá rô nhóc luôn. Cá rô là bò đó. Vô mánh rồi. Cá sặc là bò. Ố, trời ơi. Ố, hết da nhăn rồi. Ba kìa, bắt lên con đó. Hết con liệu á. Tụi tụi á.
chứ là cá sặc mà cá rô nè, mà lau kiến nè, mà bể bong bóng mà anh em ơi. Nè con ếch, ba con rắn, hai chài sáu con. Mình xuống đầu dưới quýnh cái nữa ha, còn khúc này nè, còn khúc, nữa hả, khúc trên em hơn khúc nào bồ tỏi, khúc trên này nè em hơn khúc khúc đó, nước gần cả là quánh ở dưới, quánh ở dưới mình lên luôn hả, tin quýnh mẹ nữa nghĩ nè, anh liệu giả này ở trên lục bình dày còn khủng mà đi mình đó. Rồi mình quánh nào xuống dưới, mình quánh từ đây lại nè, mình đuổi từ kia lại. Ừ không giả rồi, mình đuổi đi động giống như bữa trước nữa đó. Gái động như bữa trước nó đang đuổi thì đây qua nó động khúc này nó rút lên, nó rút lên trên đó. Ừ. Lên mập trên này. Rồi cầm chân đi, cầm chân đi anh hai, trong bữa mình bắt được anh ba chắc đó. Nước này ra cái múc múc lại miếng nước khác, chắc trên bờ đi anh ba, nhớ không thấy không. Rồi, cầm chân đi hai, cầm số cầm ai dùng cầm. Thổi nước đâu nó không chết đâu. Cái một nghỉ luôn à. Ra lậu quánh cái một. Cái ca nó ụt nè. Quánh cái cho hết luôn hả Liệu? Dạ đúng rồi. Anh vui. Lên đằng trên á, để múc nhà xuống. Nó không vô là mình vô luôn á. Khúc này đẹp ha. Sáng lại mặt xanh vàng một tỏi. Mắc hết hai đuôi chuột rồi. Nói thằng đó đó. Nói thằng đó nó lớn lớn nghe giống giò nó cũng già rồi. Anh hai cuốn trước. Anh liệu đi cuốn sau mắt. Dãy. Tả hình dáng rồi dữ lắm nha, lả là anh hai. Trời ơi, nó gọn. Này nó cặn để sớm sớm chiến sao qua thủ với nó. Trên này cá lóc nhiều ha. Còn bên kia nữa kìa ha, ba Thánh Liệu. Ừ, quánh hết luôn đi. Đâu có nên chiến sao mình lại á. Ở đây buổi chiều đẹp. Mấy anh em có ngủ ở đó. Hai chiến. Hai đêm 4 ngày. Ý là hai đêm 2 ngày. Mình làm cho vợ đi, mình nghỉ chút đi. Ừ. Mình làm đi, làm xôm xôm thôi. Mình làm cho rồi đi, mình nghỉ. Đi xôm xôm thôi, liếu. Thì mới vô vụt gắn cả ký á. Gắn cả ký nãy nó kêu kìa. Trời ơi, hồi nãy nó gắn vô đưa vô lưới chỉ luôn. Hết da nhăn. Giao nằm sao? Bụp. Ôi trời ơi. Sao nằm nít xinh vuột rồi. Kéo ra cóc rồi. Hôm qua mà tôi lái ra nữa có câu nói nữa rồi. Cười là té luôn. Chúng mình nhập đầu luôn. Cái gái. Cái sống mới lộ qua anh Liệu ơi. Đây. Cái sấu mới lộ qua. Ừ. Giữa lục bình dày quá. Tới chưa? Chút nữa à. Chút nữa. 3 4 tầm nữa. Cái vậy cứ đi hoài vậy không được. Chơi hồi nữa. À, đây rồi. À, anh đi đi, anh đi ngay đi đi. Rồi tới rồi. Tới chưa? Gán lên anh hai ơi, trễ rồi, trễ chuyến đò rồi.
Nó lau kiến. Tới rồi đó. Con gì chạy vô cũng kinh kinh nè. Đậu ơi. Quá đại. Chưa tới, đậu rồi. Còn lẳng chân nó lên đi mà. Chưa. Ôi lên. Dạ. Ôi dạ. Là chưa tới nữa. Dịnh mấy góc nha anh ba, anh ba ơi. Ôi, mất tiêu rồi. Mình ụp lên lục bình trước đi. Lui đi. Để thôi nó lui đi. Dở cao lên liệu ơi. Thôi tôi lội tới nha chứ dở cho vậy ổn vậy. Có hai làm gì ở trong đó nó dài vậy. Ra không nổ cục bà. Cái khỉ luôn. Tháo cây ra đi. Tháo cây ra luôn đi. Để dở lên nha, nó phóng đầu nha. Nó bự. Tháo ra đi, tháo ra đi. Ủa xây lại luôn hả? Xây luôn hả? À? Xây luôn hả? Anh ba lại đây lui cái đuôi ra chút nữa được rồi nè. Mình ghè. Anh ba quay cái đầu đi đó đó. Ghè cái đầu vô đây nè. Cái đầu cầu đi cho nó thấp. Ồ. Để nó đi nó vô đó. Ồ, rồi. Quá bự nè. Vô lứ rồi. Chạy đâu em trai? Làm sung lên liền ha. Ừ. Cái gì? Cá lóc, cá ăn ký á. Thầy cá lóc. Thầy cá lóc. Thầy tóc. Nó dốc rồi cả ngày. Ừ. Lên đẩy còn được rồi. Chứng nhắn lâu kiến. Thôi nó đợi chứ, dục nó được. Dưới đây. Dưới đằng mấy ông đi bịa mấy ông dục đi. Lên đợi đi. Được, được, lên bờ gọc. Đéo đứt lít nè. Lên bờ đi. Lên bờ sao không lưng xuống được. Được không? Đứng chỗ anh hai giữa cái đít vô giờ làm được đó. Ông lên đi, bước lên đi, bước lên đi. Lên bà đứng thôi không dọc đi. Vậy đi. Ừ. Vậy đó hả? Con bay tốt quá ha. Trời gì cũng mệt đó trời anh liệu. Nãy đuổi từ đầu kia lại á em. Chọc quê nữa. Ủa, kia đó chứ. Đòi đi tuốt đẳng luôn hả? Ừ. Ổn. Cũng có mấy bạn góp ý là kêu mình quay cái cảnh cũng như là cái lúc anh em dục lục bình, đừng có quay cái cảnh bắt cá thôi. Nói chung ra góp ý thì cũng hợp lý đó cả nhà. Thì cảnh nó bắt cá là thấy nó thấy mê hơn. Nhưng mà mình phải có làm sao mình mới bắt được con cá là mình muốn quay để anh em làm sao rồi con cá nó nhảy làm sao. Ví dụ như mình bỏ hết thì mình lấy gọn quá thấy nó cũng như tập làm văn mà không có đầu có đuôi á cả nhà. Nên thấy video nào mà có cái khúc hấp dẫn nhiều thì mình để cái khúc anh em dục lục bình. Như bữa hổm đăng cái video kéo câu đó thì cũng có chú đó bình luận nói là sao không cắt bỏ mấy cái khúc không dính cá. Nói chung ra thì phải có cái khúc hông với cái khúc không dính. Mình coi cái phim nó mới có đầu có đuôi vậy cả nhà. Chứ cứ chuyển cảnh này dính, chuyển cảnh này dính này thấy nó không có còn đầu đuôi á. Đó. Nhảy ngục ngục. Cá lóc khủng thế đó anh bà. Đúng rồi. Quá rồi. Nãy giờ vậy mà quýnh không vô hết ta. Chụp lên đây đợi hại đi em ra. Rồi dục chút chút. Hai buổi chiều nay có lý quá vậy ta. Để đây cũng được. Cái gì? Quá.
tôm. Cá phi hả? Cá phi nó ở khúc trống trống nhiều. Ồ, cá lóc nó bay lên đó thấy không? Cũng như mình cắt hết là cái cảnh đó không thấy rồi đó cả nhà. Cá gì? Trời ơi. Có cà phê tỏa kìa, ngọt ba. Vậy luôn nha. Rồi đừng mua nữa, khoan đừng mua nữa. Cái một mình. Tôi chở lên đi. Lên chặt trên mình. Không được xuống luôn. Nhảy bụp bụp đó. Cá phi bạch ná luôn kìa. Cá nãy hay gì? Cá là cá quen, mình cá phi. Mẻ này không có gắn là dở lắm á. Mẻ lục bình tươi hơn nữa nè. Ủa con lóc chạy bả luôn. Cái nó liệu kệ đi. Không không giờ bắt được. Nó liệu bắt hả? Bắt được. Thôi chừng chỗ này anh ha. Bắt bự lắm, bự hai con kia luôn. Ừ. Bồ tỏ nó bự là tôi tin nè. Ăn cá. Em bắt anh hai vinh bà đó không biết. Anh bà với anh liệu không biết ai bắt được à. Không có đường nào kịp bàn tay nửa công đất hết vậy. Thế bồ. Em bắt tầm đó rồi sao? Em bắt tầm đó rồi sao? Cà phê dính vậy? Nhục ca luôn rồi. Cầm thế sao? Lại chỗ anh hai nó lụi rồi đó. Ôi thổi rồi. Anh hai nhắm bay ra anh hai. Trời ơi, ho ngay khúc này vậy. Dở lên đi. Gớt mắt bây giờ nè. Nhảy ra một cái cắn lưỡi luôn đó. Anh hai mình buông ra đi cho hai ổng bắt đi. Bắt đi. Anh hai bên đây nè. Bên đây bên kia nó bay anh hai. À, anh ba nhảy vô trong đó luôn đi. Rồi nó liệu mò luôn rồi. Ô. Ôi ơi, đừng có bóp nó quá lẹo. Lẹo, để nó xuống đi đừng bóp nó quá. Không thấy thùng ấy. Không có đãi em. Không có thùng đâu có đường đựng. Rồi đem lên luôn đi, gính lưới lên luôn đi. Lên luôn nè, nhẹ eo á, lục bình không. Lấy thùng lại bao. Không. Coi chừng có ếch nha. Lấy thùng á. Không. Ai chạy lấy thùng đi, đang bỏ nó vô. Bắt cá đó. Còn nữa kìa. Gồ. Có phi ngon. Ừ, đang còn cái đó nè. Có phi còn bành bành không? Chừng 3 con á. Cho tôi liệu tôi dùng cái này uống nâu rồi cái gì con. Cái này có phi dưỡng thành người ta. Cho nó sống không thọ đâu. Con cái này động mạnh quá lại sống không thọ đó. Cái này nương nương đó. Kìa anh đưa lấy cái này ra anh. Đây con nè nè anh liền. Ba con. Ba con lưới ba con hả? Ờ khúc đó uổng. Không cái này kinh này nó cạn quýnh cá dữ lắm rồi nó liệu. Ha. Đi con nào lấy nó ú rồi. 2, 4, 6. 6 con cá phi bự. Cá gô lóc ra kìa. 9 con cá lóc. Ừ. Này canh nước cạn cạn vô quánh đỡ đỡ cạn cho nó tới. Nước này say tuần sau cạn dữ lắm. Đây từ đây tới chiều cạn veo á. Không kể lấy 24 năm rồi. 12 giờ đêm mình lại mình kéo. Ngon rồi. Chứ phải là từ từ thôi, chừng nó thấy đó. Về đâu.
nó phi vợ kìa. Thằng này không vô mày, vô lỗ này không vô, vô hả? Ê, lưới này bốn con. Bốn con hả? Ừ. Vậy là trúng hơn mấy lưới trước rồi. Rồi bắt đi, rồi bắt đi em mới gành. Đúng rồi, bộ tỏi không có gành, đừng bắt bộ tỏi rồi. Để lưới cho. Liệu làm gì vậy? Bắt lẹ lẹ đi. Liệu phải bắt nó lắm. Vậy là ba cua rồi đó. Nó chui vô giò tôi thẹo rồi bắt luôn. Chui trong lưới thì chui vô giò. Đó, nó lưới trong xịt đó. Rồi nè, vũ nữa nè. Mình chạy qua bên kia nè. Chưa biết. Cái lưới này bữa nay quýnh lên sạch trơn luôn, đã rồi. Tại nước sạch. Tát miếng nước vô rửa nó lại cái anh ba. Để nhớt quá cái nó ngọt. Rồi để em quay cái. Con cá này cỡ hơn nửa ký rồi. Con sao bự hơn? Con này quá trời bự. Ngon quá chị. Ừ. Quay lên là đi xuống nè. Anh ba, anh hai cầm cái lưới gắn là anh hai. Đó, tại sợ kêu là cầm. Ồ, dạ anh hai. Gắn hả? Anh ba gắn con ếch. Ếch bồ tỏi bắt tay. Lên hàng rồi. Áo với nón của cô đòn. Rồi đi. Lâu quá mới gặp đi, đi. Đi lúc này làm gì đi? Đổ không à? Bắt vô rồi. Trời ơi, lâu quá không gặp đi. Chiều nay mình ăn cá nướng mắm gừng. Nó nón mới hả? Chặt đi bà tỏi. Chặt đi mình làm gì? Để xôm xôm đó. Làm gì? Làm cái dĩ mình nướng cá. Làm sao em? Chặt cây á. Chặt cây á. Cái liệu nó chết sao nhờ. Nhỏ nhỏ được. Làm mắm gừng nhiều nhiều em. Cái này đau bụng quá chừng luôn. Buổi chiều trên đồng cả nhà. Anh ba đang làm cá. Ông mặt trời gần xuống rồi. Nay mình ăn cá phi nướng. Cá lóc mình chừa lại. Với gắn ếch mình chừa lại hết để dành ngày mai có khách. Ca bản tôi và tôi rồi anh Liệu. Này không biết ca bản đó. Anh hai ca bản tôi và tôi rồi. Hai ca tôi và tôi kìa. Quên nữa rồi. Dạ tôi muốn á. Mình được mấy cá phi bự. Cố sức bây giờ cháy bụng bưng ơi. Không cố sức. Có lấy cột. Chiều nay sao từ từ màu đỏ chuyển sang màu xanh hết trơn rồi trời. Bữa nay ớt xanh rồi. Anh hai là mặt ăn tinh nuôi đẹp nhất. Mai nuôi dép màu vàng nữa chứ. Mua sọc sọc xanh luôn nguyên bộ luôn rồi trời. Châu hai chơi nuôi dép màu vàng luôn. Ô được 7-8 con luôn mà. Nhiều quá. Chứ mấy con cá lau kiến nữa. Cái phi mà ngon hết nó rộng mới. Cái khô đã dính ra cây rồi. Phi đây lộn lộn lá lúa. Hai mẹ con cả lộn hoài trời. Cái này bắt ếch là mặc cái áo này. Ếch nó không phóng. Lại mình vuốt lưng nó luôn. Vậy hả? Giờ nói thiệt hay thiệt đi là nãy ngớt đó chụp dính hay là nó lũi vô giò? Dính như lỗ lắm. Trong lỗ hả? À. Thấy nó không chạy nổi hả? Ừ. Nó như chuột vừa gặp thính liệu chạy không nổi, còn này ngớt. Chứ nó tươi tươi mà dễ bắt nó được. Cô men vô trong ngồi đi con, đừng có nhập lửa. Ừ, thơm liền rồi đó. Dây nãy đâu? Than nó cháy mau. Không? Cá bự không? Lại cái bự cá bự.
Ô lau kiến nướng sao đi, đừng bỏ vô giờ này nó làm lung tung beng chứ. Lấy cái dao đâu rồi? Xe này nữa. Làm mắm gừng đại nhiều nhiều ấy. Cái này anh đói bụng quá trời. Ô. Oh. Ba con này mới bự. Kinh này cá phi bự bự không bồ tỏi. Quá trời đẹp rồi. Đi đâu về đi. Lúc này khỏe không? Chào hỏi cái. Trời ơi nhớ anh đi quá. Ông cái ai? Lúc này làm gì khỏe làm bé, gì không? Mới đi bắt cá gì. À bắt cá. Được nhiều anh đi. Nhiều mà 2 3 ký à. Ôm cá ơi. Diễn sâu quá. Dữ dạo ơi. Không coi mới đẹp. Chỉ có anh hai mới đẹp nhất. Nhìn cái to giống bách. Trời lâu quá mặc áo thun nè. Cả 40 mấy năm không mặc áo thun. Có cái bụng bụng như bộ tỏi mà có thun. Nè bộ tao cũng có bụng sao nè. Đâu bụng đâu. Bụng cây gì. Bữa nay chụp mô hình này xanh với màu lúa luôn rồi. Wow. Dạng nhìn thấy thèm ha. Dạ. Được rồi. Bên đây khó chở quá. Hôm đó nó chuột ra luôn rồi. Chuột ra luôn rồi. Cái kia gấp á, rút rút con cá đó ra. Cái này mình nướng có dãy đâu có sao đâu. Đừng để cho nó tét nó rớt xuống à. Đúng rồi đó. Em nào muốn rớt xuống đó thì xuống lẹ đi. Mình đây chưa. Ngon hả cô mày? Ngon. Vậy còn mau nữa à. Tại mình có dãy mà. Nó khô con cá rồi là nó khô cái dãy nó khét. Thang hơi ít không ta? Được rồi, chín. Anh ba, rửa nó lại im chưa? Dạ em con quay nha. Cái đó hồi hy vọng là nó sống. Sống gì vậy vậy? Mới mất đi về đem cái thùng theo gì. Con còn quá trời, con này dám cả 600-700 á anh. Nhỏ nhỏ hơn con. Nhỏ hơn nữa hả? Nhỏ hơn. Mà bàn tay nó liệu cho ba mà đè vô hung gáp luôn mà. Ủa? Để một hồi mình luộc cái này luôn anh ba. Ba. Rau nhóc mà luộc chi? Luộc ăn với cá nó nướng ngon lắm á. Ăn sống mới ngon á. Tại. Bữa nào mình hả? Cái đám rau bình thường cách cái nhà đi. Cái đám ở bên thông nhà bên có quá trời tốt. Quá. Bên mã cha hả? Không, bên đây nè. Bên ba. Ờ, chỗ lũng á. Nữa có ăn mình bẻ đem theo. Biết tốt luôn. Cho lò được hai em. Ừ, khó vậy. Giờ đắng ấy đó hả? Ừ, giờ đắng mình á. Ngon. Để mà về bẻ cho. Nó tàu mỡ cũng ngon. Mà chim ba bẻ cho. Ừ. Cháu có lóc được. Quá tốt luôn. Con này còn da nữa nè. Con nó chín rồi đó. Đi cho nó ra tiệc mới. Con nó mua mày về bé đó nữa. Bốc khói. Sao nó tắm gần. Em nào vô cái miếng ga. Mắm gừng giờ mình làm bằng thao chứ không còn làm bằng chén tô nữa. Chấm cho nhiều. Gừng cũng nhiều. Hello, mua tô. Để dài ra nha em. Có thế vậy cho ông sụp mặt trời xuống là ông tối đó nha. Mau lắm á. Nhái bầu bắt đầu kêu rồi đó. Cái gì vậy? Lọc da.
ổng xuống chuyến này là ổng tối rồi nè. Thời gian cuối cùng mình còn 20 phút. Đúng. Trang trí rau đồ ra đi em ơi. Ngày ai cũng đói bụng quá đó. Bỏ rau ra lá chuối luôn anh ha. Đậu gồng nữa kìa. Đậu gồng nha, rụm rụm à. Quá yên, quá yên. Đi ăn với anh ta đó. Không có ăn. Mấy cá khô. Ngon hả? Thích hết thằng nha. Để đại cái đi mình ăn. Mình ăn không hết thì mình lấy về. Lục bình để bên chỗ anh ba ngồi á. Cho anh ba ăn lục bình á. Ơi trời, chén nước mắm này, chén muối ớt này tới công chuyện nè, thiệt chứ. Cái này cả nhà. Để nó hồi chấm luôn rồi đó. Đang ca bản đó nữa anh được. Còn ba em cá lau kiến. Giờ mình nhập tiệc trước, sợ ông trời ông tối nha nè. Cà phê nướng. Gói bánh tráng với bún, rau sống. Nước mắm gừng. Con dao không à? À thiếu anh Bình đi em Nam. Nhập tiệc đi con trai. Chủ yếu là dao. Chủ yếu là dao, mắm. Dao mềm quá. Ăn bóc. Hồi nó mềm quá. Thì phải bóc rồi. Con này hơi bự quá. Rồi hết luôn. Mời cả nhà dùng gỏi cuốn luôn nha. Ui, ngon quá. Gọi bà chú gỏi cuốn con. Mời cả nhà ăn gỏi cuốn luôn nha. Gỏi cuốn cá nướng. Gỏi cuốn cá nướng. Không hai làm. Im không của mẹ. Ngon, dữ quá. Ăn đi con. Mời cái nhà ăn gỏi cuốn luôn. Mời cái nhà ăn gỏi cuốn với cá nướng luôn cả nhà ơi. Lên mà. Mời cái nhà ăn gỏi cuốn cá nướng luôn nha. Cùng em đói bụng. Coi chừng có xương nha con. Đậu gồng ăn nghe gục gục nha. Kìa lục bình kìa, anh ba vô lục bình nè. Mời cả nhà cầm lục bình luôn nha. Dữ dữ. Nó thứ liệu đó, liệu thua rồi. Thứ liệu ăn cộng á. Còn trong này phải không? Thịt con cá nó trắng. Ừ, nó phao. Cá thiên nhiên này nó nước mắm gừng. Ngon. Quả chừng ngon. Gì? Thấm ăn cá hả? Thôi ăn miếng đi. Ăn cá con. Cá nó ngon.
con cá mới bổ mới màu lớn. Chị ăn cá là ăn bún không à? Thơm á. Vô thơm nhóc đó. Quá đã mày này. Nửa gói lục bình luôn hả? Vô. Em à. Mình làm đồ ăn nhiều quen rồi, cái giờ đi ít lại người hay người cũng quen làm nhiều nữa nha. Ừ, trời xuống nha. Mấy em này ăn xôi. Mấy em này ngon lắm ạ. Có hả? Mời cả nhà ăn cá nướng gói bánh tráng với gia đình mình luôn nha. Ăn chung chén với bồ tỏi luôn. Đưa chén hút anh. Còn chén nữa anh ơi. Còn hút anh chén à. Đấy, lắp vào mặt luôn. Chấm ké một cát đi. Múc thêm không bồ tỏi? Múc đi. Anh đưa em anh ha. Ok. Cho em đi. Có đường dưới đây nè. Nó lòn. Chút cũng được rồi. Nó khó. Ngọt than. Vô. Nó cũng lòn. Dì. Sao lục bệnh sao? Giòn giòn. Dai dai. Gì nữa? Thơm thơm. Thơm thơm rồi hả? Sao anh ba? Thơm sao? Thơm thơm. Ngon hay đói? Đâu đưa em trải nghiệm cộng lục bình sống anh ba. Ngon chứ bộ. Em bón tốn lắm rồi. Thái bún. Cái này còn nhóc hả? Giòn gốm. Ăn ghiền đó. Đừng ăn. Quá ngon. Bún hai ký lần quá. Hai ký bún. Muốn theo xe cấp cứu chạy dữ trời. Hết chiếc này chết chiếc kia vậy. Chạy xa. Hả? Nhà hú nữa rồi đó. Cuốn gỗ cuốn này bở ra. Sao em không? Bún nhiều vậy anh Linh. Này chấm tương vô dừa ngon lắm anh ba. Đói bụng. Làm miếng cho nó xứng đáng nha. Mấy đâu anh Sinh? Mấy đâu rồi? Sao rồi? Mấy em về phà, tới phà. Cộng lục bình nữa anh ba. Ôi em trái đầu gồng đi anh hai. Rồi. Cuốn người cuốn này quá mạng nè. Bừng cái. Nướng hai miếng khó mua. Khó cuốn ha. Ướt. Nó bể. Bể khó khó cũng vô luôn. Tại đang đói bụng ăn bún nhiều một chút. Cuốn này chừng chén bún chứ gì. Cơm chú ơi. Ăn đi con. Quá. Vô nè. Lọc chê tô. Cứu vậy coi. Sao? Thôi kiếm mình phụ vô. Hai ba chiếc á.
Ừ. Hơn không phải xe cấp cứu mà xe này kia, xe vượt đường nữa. Nó không rõ. Ngồi về lấy mùng đi. Ngủ rồi. Thở ngủ thôi. Giờ không biết cái ngủ lại trên đồng thánh liệu không có chạy mình đâu nghe anh ba. Mà năm nay không nhậu hết, không vui rồi. Xin trả lời xe đẹp, xe anh bé. Uống đi. Không nhậu cũng, không nhậu cũng si à. Đúng rồi. Thiệt, không nhậu cũng si. Yếu. Ăn nhậu yếu quá. Con người phải ăn nhậu. Bỏ rượu. Sao anh gài không nhìn hai? Nếu mình đi ra một chỗ đầu gắn rồi đó cái nó chiều mình uống bậy vài ly vô có nó giãn cân giãn cốt khỏe. Vô à, vô à. Ồ, không chắc chắc với nhà với tao cầm cỡ vô mấy cà rồi. Không cuốn no luôn rồi. Mình 4 cuốn 6 cuốn hả? À? Ừ. Bốn rồi mình. Mình nướng canh trắng. Mình hai cuốn mình đứng dưới lại. Mang nghỉ à? Mình bỏ lên thêm nữa. Canh trắng còn nhóc kìa. Vô vô. Đúng rồi. Cái gì nó táp chịp chịp trời. Thử ừ. Anh trong lương nó ăn ốc vậy đó. Lấy mấy cái lầu kiến kìa. Chín rồi. Chín kêu hai vậy. Nước phi cái đậu ngon quá. Đậu bự rồi á. Ừ. Giờ xin ơi. Chín hết anh được rồi. Nó còn rất rồi. Ừ. Tới đầu rồi, tới đầu rồi. Ba con hả? Ba con. Phải gì vậy? Phải không? Không. Không. Cái giò phải đâu cả nhà ơi. Miếng cà phê hả? Cái giò cà với hai cái giò. Em nói thiệt là em trong sạch đó. Em không phải, em cà cái giò. Em cà cái giò thôi nó đó. Nó được bệnh nó dai không biết ăn gì nữa kìa. Clement được mấy cuốn rồi? Hai. Cà nó nghỉ nha. Ăn được nhiều tốt tại tôi ăn không nhiều thôi. Ừ, cái lục kiến thịt kìa. Rồi nữa rồi mở nhàn cái bọc phiến luôn nha. Ngọt. Ăn miếng cà cho đẹp da. Được á. Bữa nay ăn gì là ngon á. Đơn giản. Nói gì chứ cá không có làm gì ngon bằng nướng hết trơn à. Ngọt. Nướng nó ngọt. Đầu này nó béo. Dọn ba cái này bớt ra. Cát nó bơm chuyện tôi bể qua bển rồi. Làm lộ mà. Ừ, bơm qua bên đó. Tôi tỏ bắp bắp cục cắt nào con. Bánh đúc. À, anh ba dùng đi. Cảm ơn. Sắp sửa có tối rồi. Mấy này mà ăn uống xong rồi tôi sẽ hành trang chắc về. Cá không biết ăn nó. Bữa nay cá nướng mắm gừng quá chừng ngon. Ừ.
video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà. Chào cả nhà. Cô mái ba và cô chó. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Bà cô tọt nhường.